cùng với lễ tro mà chúng ta vừa cử hành vào ngày thứ tư vừa qua, toàn thể giáo hội bước vào mùa chay thánh sẽ kéo dài trong 40 đêm ngày. Vậy anh chị em tự hỏi, tôi phải làm gì? Tôi phải làm cách nào? Chúng ta đã biết đây là thời gian của sự ăn năn sám hối. Chúng ta sẽ ăn chay, chúng ta hãm mình, chúng ta cầu nguyện và chúng ta làm các việc bác ái. Ai cũng biết những điều đó, vì đó là cái truyền thống của giáo hội. Và những việc làm đó luôn luôn có ý nghĩa, luôn luôn có giá trị, luôn luôn giúp ích cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu cái lý do vì sao chúng ta phải làm như vậy, thì chúng ta cũng không biết cách làm thế nào để cho nó đẹp lòng Chúa. Hôm nay ba bài Kinh Thánh sẽ là câu trả lời cho chúng ta. Và anh chị em phải luôn luôn tin rằng chỉ có lời Chúa mới là những câu trả lời đáng tin cậy nhất. Cho nên trong bất cứ việc gì, chúng ta đều phải quay trở lại với lời Chúa để xin Chúa nói với chúng ta. Vì lời của Ngài chẳng những là chân lý, mà lời của Ngài còn là sự sống, lời của Ngài còn là đường đi. Cho nên nếu ai biết đón nhận lời Ngài thì người đó sẽ đi trong sự thật, và sự thật đó sẽ dẫn họ đến sự sống đời đời. Vậy dưới ánh sáng của lời Chúa, ba bài Kinh Thánh hôm nay nói gì với chúng ta? Bài đọc 1, trích sách Sáng Thế, nói rằng sau 40 ngày lên đên trên mặt biển, Nô-ê cùng với gia đình của ông đã cập bến. Và khi ông mở cửa để bước lên đất liền thì Thiên Chúa đã đến gặp và lập cái giao ước với Nô-ê. Và trong giao ước đó nội dung nói cái gì? Nói rằng từ nay sẽ không còn một cái hình phạt nào toàn diện như thế này nữa. Thiên Chúa hứa cái điều đó. Và để cho Thiên Chúa nhớ, để cho mọi người nhớ, để cho có một cái chứng cứ, thì hãy nhìn lên bầu trời. Cái cầu vồng xuất hiện, và đó là cái dấu hiệu Thiên Chúa sẽ luôn luôn giữ lời hứa đó. Thưa anh chị em, chúng ta có tin điều đó không? Tôi rất là nghi ngờ. Là vì chúng ta chạy đến đủ thứ thầy bói, chúng ta đi coi tướng số, làm như tương lai của mình nó ở trong những cái con số, nó ở trong những cái lá bài. Mà sao chúng ta lại không đặt cái niềm tin chúng ta ở trong lời hứa của Chúa? Và anh chị em biết, cái mà chúng ta gọi là lời hứa thì cũng gọi là giao ước. Mà rồi chúng ta có cả cái cựu ước, chúng ta có cả cái tân ước, tức là toàn thể đời sống của con người đặt cái nền tảng trên cái lời hứa của Thiên Chúa. Mà thật sự ra, xem ra chúng ta chưa có tin. Ban nãy tôi ngồi trên xe của nhà dòng đưa tôi đến đây, thì cha bề trên có nói với tôi là Ngài sẽ cổ võ
Ngài sẽ giảng dạy, Ngài sẽ nhắc nhở để cho tất cả anh chị em chúng ta siêng năng nghe lời Chúa. Mà lời Chúa thì có cả Cựu Ước, có cả Tân Ước. Học hỏi, chia sẻ và cầu nguyện. Vì nếu không đặt nền tảng cái đức tin của chúng ta trên lời Chúa, thì chúng ta xây dựng cái ngôi nhà chúng ta trên cát, thì mưa, sa, gió thổi, nó sẽ cuốn phăng đi hết. Vậy bài đọc 1 nói với chúng ta là Thiên Chúa sẽ luôn luôn giữ cái giao ước, và Ngài sẽ không trừng phạt theo cái cách thức mà thời xa xưa đã bị. Tại sao vậy? Bài đọc 2 hé mở cho chúng ta, nếu chúng ta trở lại với thư của Thánh Phêrô, sở dĩ Thiên Chúa sẽ không còn trừng phạt chúng ta như vậy nữa là vì chúng ta đã được thanh tẩy tội lỗi ở trong bí tích rửa tội. Mà việc thanh tẩy chúng ta trong bí tích rửa tội làm cho chúng ta được hòa nhập vào với Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chôn tội lỗi chúng ta trên thập giá, và Ngài đã phục sinh để chiến thắng tội lỗi, và tội lỗi không còn cái quyền lực trên con người nữa. Tại sao chúng ta lại không tin những cái điều đó? Chúng ta không tin là vì chúng ta không tin vào lời Chúa. Chúng ta không tin là vì chúng ta không giữ lời Chúa, cho nên chúng ta cảm thấy rằng mình luôn luôn bị đe dọa bởi tội lỗi, mình luôn luôn bị đe dọa bởi sự trừng phạt, mà mình quên rằng mình đã được chịu phép rửa, đã được thanh tẩy khỏi tội lỗi, và đã trở nên con cái của Chúa, và đã trở nên đồng thừa tự với Đức Kitô, là con của Thiên Chúa. Cho nên lời của Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta, mỗi người trong chúng ta ở đây đã được chịu phép rửa tội, đã được đón nhận Chúa Thánh Thần. Và phép rửa tội để làm gì nếu không phải là để tha thứ tội lỗi của chúng ta? Phép rửa tội làm gì mà nếu không phải là để cho chúng ta trở nên con cái của Chúa? Mà nếu chúng ta là con cái của Chúa thì tại sao chúng ta lại không được hưởng cái phần gia tài của Chúa? Chúng ta hãy đến với bài phúc âm. Và như anh chị em vừa nghe, Thánh Marco Ngài tường thuật cái câu chuyện Chúa Giêsu chịu cám dỗ có mấy chữ à. Còn trong khi những sách phúc âm khác thì kể rất là dài dòng. Ba cái lời cám dỗ dài lắm. Ở đây chẳng thấy Thánh Marco nói chi tiết gì hết. Tại sao Ngài lại làm như vậy? Chúng ta biết phúc âm của Thánh Marco là phúc âm ngắn nhất, nhưng mà lại cô đọng nhất, nói ít mà hiểu nhiều. Vì thế cho nên nếu anh chị em chúng ta chỉ nghe lời Chúa thoáng qua, chúng ta không có bắt gặp được. Chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải đọc trong thinh lặng để cho lời Chúa soi sáng chúng ta. Giờ phút này chúng ta thử làm một chút như vậy đi, để coi Thánh Marco nói cái gì. Trước hết Ngài nói rằng là sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, đó, cho nên có thể nói rằng Chúa Giêsu đã dìm cái tội lỗi, không phải của Chúa vì Ngài không có tội, nhìn cái tội lỗi chúng ta ở trong nước. Và khi Ngài bước lên khỏi cái dòng nước thì Ngài trở nên một cái con người mới. Vậy thì cái con người mới đó là con người nào? Trước hết chúng ta biết cái con người cũ là Adam, nguyên tổ loài người, đã phạm tội và đã đem tội và sự chết vào trong thế gian. Thánh Phaolô gọi Đức Giêsu Kitô là Adam mới, tức là cũng là nguyên tổ, nhưng đem lại cái sự sống lại, đem lại cái sự tha thứ, đem lại cái sự sống đời đời. Nhưng đồng thời cũng nhắc đến cái câu chuyện Môi-se. Môi-se đã đưa dân Chúa
ra khỏi cái ách nô lệ trên đất Ai Cập là cái đất chết, và phải đi vào trong hoang địa suốt 40 năm trời để đi đến núi Sinai, nhận được cái giao ước, nhận được cái 10 cái thập giới của Thiên Chúa là cái con đường để mà sống. Cho nên Chúa Giêsu cũng là Mô-sê mới. Vậy thì Chúa Giêsu sau khi Ngài đã bước lên khỏi cái dòng nước Giô-đan, Ngài là được Thiên Chúa Cha tấn phong, và Thiên Chúa Cha gọi Ngài là người con chí ái, người con đẹp lòng. Và khi Đức Chúa Cha tuyên phong Ngài như vậy thì Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình chim bồ câu, và Thánh Marco nói rõ. Và sau đó thì Chúa Thánh Thần đẩy Chúa Giêsu vào trong hoang địa. Tôi nhắc lại là cái chữ đẩy là lôi cuốn, là thúc đẩy, dưới cái sức mạnh, dưới cái sự sống của Chúa Thánh Thần. Rồi vào trong hoang địa làm sao? Thánh Marco nói rằng vào trong hoang địa thứ nhất là chịu cám dỗ, nhưng mà là để sống với các thú hoang dã, và ở nơi đó thì Thiên Thần đến để mà phục vụ. Những hình ảnh đó nói với chúng ta là cái gì? Phải chăng là quý nói đến cái vườn địa đàng mà trước khi Adam phạm tội hay không? Tại vì khi mà Thiên Chúa tạo dựng nên con người đặt vào trong vườn địa đàng thì không có chết chóc, không có xấu xa, không có chém giết. Về sau Isaiah mới dùng cái hình ảnh là con sư tử thì gặm cỏ bên cạnh một cái con cừu non, sống rất là hòa thuận. Vậy Chúa Giêsu vào trong hoang địa để tái lập cái địa đàng mới. Và cái địa đàng mới đó thì Ngài gọi là cái gì? Ngài gọi là nước trời. Và Ngài bảo rằng nước trời đã gần lắm rồi, anh em hãy sám hối. Đấy, cho nên chúng ta nhắc cái chuyện sám hối ngay từ đầu. Nhưng sám hối là vì tất cả những cái ý nghĩa đó, chứ không phải là sám hối vì chúng ta thấy mình xấu xa, không phải mình sám hối vì mình... Không phải. Sám hối là để chuẩn bị cái tâm hồn, chuẩn bị cái lòng trí, thanh tẩy ra khỏi những cái ý tưởng xấu, để đi vào trong cái sự sống, đi vào trong cái vườn địa đàng, đi vào cái ơn cứu rỗi. Nếu mà chúng ta nghĩ cái việc ăn chay, nghĩ cái việc cầu nguyện, nghĩ đến cái việc làm việc bác ái để mà chúng ta tái lập lại cái vương quốc của Chúa, thì việc gì chúng ta phải sợ hãi, việc gì chúng ta không thích thú, việc gì chúng ta không hăng hái để mà làm những cái việc đó, mất đi có một chút xíu, mất đi ở đời này, mất đi thoáng qua, mà để được cả cái sự sống vĩnh cửu. Cho nên ngày hôm nay Chúa Nhật thứ nhất, mùa chay cũng thường gọi là Chúa Nhật của sự cám dỗ. Nhưng chúng ta phải hiểu là Chúa Nhật thử thách, nhưng mà đây là cám dỗ thử thách rất là cần thiết, vì chúng ta phải chấp nhận, nhưng mà chấp nhận trong cái sức mạnh của Chúa Thánh Thần, trong cái ơn cứu rỗi của Đức Kitô, để chúng ta tái tạo lại một cái thế giới mới, tái tạo lại một cái xã hội mới, nơi đó con người tất cả đều là con cái của Chúa, tất cả là những con người đã được cứu độ, tất cả những con người đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Vì vậy cho nên chúng ta hãy tin tưởng, hãy vui mừng, và dù rằng hôm nay chúng ta cầu nguyện xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm là những cái làm đổ mồ hôi sôi nước mắt, nhưng dưới sự chúc lành của Chúa, những cái đổ mồ hôi sôi nước mắt đó, nó cũng mang lại cho chúng ta hồng ân của Chúa, nó cũng mang lại cho chúng ta cái sự sống thật của Chúa. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa, và chúng ta hãy để cho lời Chúa giờ đây thấm nhập vào trong lòng chúng ta. Chúng ta hãy để ra một vài giây thinh lặng để suy nghĩ những điều mà Chúa muốn nói với chúng ta trong giờ phút này.